Xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì mấy hôm nay em có lên một cái lô cúc hoa hồng Thanh Tú, em đã bán hết rồi cả nhà. Hôm nay em lên tiếp tục 9 cây hoa hồng Thanh Tú gốc đẹp gốc vấn nữa nha. Thì loại này hoa hồng Thanh Tú thì như mọi người đã biết là cái hoa của nó nở y như một cái hoa hồng cả nhà, và đặc biệt là nó nở phùng. Nhìn cái hoa nó rất là sắc ha. Thì hôm nay em lên một số cây gốc vấn nha. Giờ chúng ta có thể lấy bo chơi Tết nữa cả nhà. Thì cái loại hoa hồng Thanh Tú này thì cái đọt có khi ra nó sẽ là màu đỏ nha. Cái này em xịt cái thuốc nó dưỡng cho nên nó dính xanh xanh nha cả nhà. Không phải để cả nhà chờ lâu nữa, bây giờ em sẽ lên cây mã số 1 nha. Cây này ghép được 2 mắt bo ghép nha. Cây này nó có cái hoành là 15, cao là 50 cả nhà. Rồi, cây này em bán với giá là 650.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Cây mã số 1 giá 650.000 bao ship luôn cả nhà. 650.000 nha. Rồi, cây mã số 1 hoành tới là 15, cao là 50, 650.000. Tiếp tục là cây mã số 2. Số 2 là một cái con thú nằm nha cả nhà. Loại này á là do là em để trong chậu mũ để dễ gửi hàng cho chúng ta. Chứ về mà chúng ta thay vào cái chậu chữ nhật của cả nhà thì cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi nha. Cho nên là cả nhà cái cây này lên thì chúng ta sẽ thấy cái đế thú này. Rồi, cây mã số 2 này là một con thú nằm nha cả nhà. Hai mắt bo ghép giá 650.000, chúng ta bao phí vận chuyển nha. Đợi chị chút tí. 650.000 bao ship nha. Rồi, cây này hoành 13 nha cả nhà. Một con thú nằm nha. Giá 650.000 luôn, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Tiếp tục là cây mã số 3. Rồi, hồi nãy là đế thú, bây giờ là một cây đế nơm nha cả nhà. Một cây đế nơm. Nó có cái hoành là 15, cao là 40 cả nhà, ghép được 2 mắt bo ghép nha. Rồi, đây em quay tổng thể cây này luôn nha. Rồi, cây này em bán với giá 650.000 luôn nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Cây mã số 3 giá 650.000 bao ship luôn. Tiếp tục là cây mã số 4. Wow, một con thú nằm lượn lắc đây cả nhà. Đây, chân sau nè, chân trước nè, và cái ưỡn ngực của nó đây. Cả nhà nhìn thấy ha, cây này thì ghép được 2 mắt bo ghép luôn nha. Rồi, cây này em bán với giá 650.000 luôn cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Cây mã số 4 này giá 650.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, tiếp tục là cây mã số 5. Rồi, cây số 5 là một cái cây hình thú nha, hình thú rễ nơm cả nhà. Cây này hoành 15, cao 55. Cây này ghép được 2 mắt bo ghép, 3 mắt bo ghép cả nhà. Đó, cây này xum xê nha. Rồi, đây, cây này rất là duyên luôn. Cây này 800 nha, 800 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Cây mã số này là số 5, giá 800.000 bao ship nha. Rồi, quay một vòng luôn, con thú rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây mã số 6. Trời ơi trời, con này con gì vậy? Cả nhà ơi, cái này là cái gì luôn rồi, quá tiếc. Con thú này, con thú quá dữ luôn. Con thú một chân nè, hai chân nè, bên đây nè, u lưng lên luôn nè. Bên đây có một chân nè, bên đây có chân nữa cả nhà. Đó, cây này quá tuyệt vời luôn ha. Đó, cây này con thú dữ nha. Hai mắt bo ghép luôn. Cây này nó có cái hoành là 16, cao là 51 cả nhà. Đó, cây này em bán với giá là 900.000 nha. 900.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. 900 nha cả nhà. Đó, ai thích cái này thì lụm liền nha. Đó, 900.000 bao ship luôn. Rồi, tiếp tục là cây mã số 7. Rồi, cây số 7 cũng là một cây hăng lắc nha. Cây này ghép được 3 mắt bo nha cả nhà. Đó, em sẽ quay từ từ nha, quay từ từ nha cả nhà. Đó. Rồi, cây này em bán với giá 550.000 nha cả nhà. Cây hoành 11, cao là 38, 550.000 bao ship luôn. Hoa hồng Thanh Tú. Rồi, cây mã số 9, 10 cây đúng không? Cây này số 8 hả? Nó thì cây mãi trời. Cây này để thú đó cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cây này cái thân lắc nè, có cái ngực uốn rất là đẹp. Cây này ghép 2 mắt bo nha. Rồi, cây này em bán với giá 800.000 nha. Bao phí vận chuyển luôn cả nhà. Loại này về thì nói chung cành nhánh nó cũng chưa xum xê lắm. Về chúng ta nuôi thêm ha. Chủ yếu là cái bộ đế nè. Và cái giống này thôi rất là hot nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây mã số 9. Cây cuối cùng. Rồi, cây này y như con ếch nằm luôn nè. Đó, đây cả nhà ha. Rồi, ghép 2 mắt bo luôn. Rồi, cây này số 9 thì em bán với giá là hoành 14, cao 38 nha cả nhà. Giá là 750.000 luôn. Em bao ship cho chúng ta luôn nha. Đó. Rồi, em vừa lên 9 cây hoa hồng Thanh Tú nha cả nhà. Ai thích cây nào xin hả? Alo em nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai của chú Chè Bông ạ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.